Có một Phật tử hỏi rằng ạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy trả lời ngẫu nhiên nhé, để bốc được câu hỏi nào trước thì trả lời trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, vợ chồng con lấy nhau ngày 16 tháng 10 năm 2009, đến nay đến ngày 9 tháng 6 năm 2010, con có thai được hơn một tháng, nhưng thai bị lưu nên con bị sảy thai. Đến mùa hè năm 2011, vào buổi tối con ngủ bị rắn cạp nong cạp nia chui vào người nhưng không cắn. Ghê quá ha. Ngủ làm sao mà để rắn cạp nong cạp nia nó chui vào người, khiếp. Bạch thầy, rắn chui vào người có ảnh hưởng gì đến việc con giờ vẫn chưa có con không? Vì từ lúc sảy thai đến giờ, đến bây giờ vợ chồng con vẫn chưa có con. Chồng con sinh ngày 25 tháng 8 năm 81. Vợ con sinh ngày 10 tháng 10 năm 88. Bạch thầy, giờ vợ chồng con phải làm như thế nào? Con mong thầy cho con xin lời khuyên. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này thì chắc chắn là cũng có vấn đề. Có vấn đề về cái vấn đề tâm linh, chứ không phải là mình ở cái vấn đề là vợ chồng không có con theo cái bệnh bình thường ở thế gian đâu. Nên ngoài ra thì cái trường hợp này cũng đã có thai rồi, nhưng mà bị sảy thai, chết lưu thai và sảy thai từ đó đến nay thì không có. Những cái trường hợp này bảo là nằm ngủ bị rắn cạp nong cạp nia chui vào, đây là nằm mơ thấy hay là rắn nó chui vào thật thì viết không rõ. Nếu mà nằm mơ ấy thì nó là rõ ràng là vấn đề ấy rồi, còn mà bình thường rắn nó chui vào thì con rắn nó chui vào mà không cắn, chắc là đây là rắn thật đây. Nhưng viết cũng không rõ, chắc là rắn thật. Ở trường hợp như thế này thì thầy có lời khuyên cho đôi vợ chồng Phật tử này như thế này. Phật tử này thì về cái trước tiên là nên phóng sinh một chút đi, làm cái lễ phóng sinh một chút. Ở điều kiện có thì làm nhiều, không có thì làm ít, gọi là có thành tâm một chút được. Nên phóng sinh một chút. Mà tốt nhất trong pháp hội ngày mai thì nên phóng sinh vào luôn ngày mai. Ngày mai chiều mai là phóng sinh mà, tốt nhất nên phóng sinh ngày mai. 50, 100 gì đó thành tâm tùy theo điều kiện khả năng kinh tế, không có thì 5.000, 10.000 cũng được, miễn là có. Không cứ là phải nhiều, đến với đạo tràng chúng ta ở đây thì không cứ phải nhiều mới là thành tâm, mà cốt ở cái tâm thành. Nên phóng sinh một chút, trước mắt là nên phóng sinh một chút. Cái thứ hai mà vợ chồng nên làm, được cả hai vợ chồng thì tốt. Phát nguyện là ăn chay trường 21 ngày và ngày tụng kinh Địa Tạng ba thời. Sáng khoảng 4-5 giờ sáng, chiều khoảng 4-5 giờ chiều và tối khoảng 8-9 giờ đêm. Một ngày ba thời như vậy. Và trong 21 ngày đó phải ăn chay trường. Không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu, hành tây. Mấy thứ đó là không được ăn. Ăn rau dưa củ quả bình thường, như hành, hẹ, nhớ này, hành này, hẹ này, tỏi này, kiệu này và hành tây này. Năm thứ đó gọi là năm thứ ngũ tân tanh hôi. Đức Phật nói khi mà tụng kinh ấy, mà chúng ta ăn năm cái thứ đó thì nó giảm đi khoảng 80-90% cái công đức tụng kinh niệm Phật của mình. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh để cầu nguyện một cái việc gì đó đặc biệt thì tránh không ăn năm thứ đó. Trong kinh nói là gì? Ăn năm thứ đó tụng kinh ấy, công đức nó còn giảm hơn là cả ăn thịt nữa. Đấy, nó lại thế cơ. Cho nên vì vậy mà ngoài cái việc ăn chay ra thì còn nên kiêng cả năm thứ ngũ tân đó, hành hẹ, tỏi kiệu, hành tây đó. 21 ngày nhất tâm đọc tụng ba thời như vậy. Nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng đặt lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu như chưa có ban thờ Phật thì đặt lên ban thờ thần linh gia tiên được. Và đặt vào chính giữa, làm cái khung ảnh nhỏ nhỏ và đặt vào chính giữa. Thanh bông hoa quả trong 21 ngày tụng kinh đó, chúng ta thành tâm thanh bông hoa quả. Cứ héo héo thì chúng ta lại thay. Nhưng đặc biệt là mỗi một ngày là múc 7 chén nước. Sáng nào cũng thế, vào thời sáng sớm chúng ta múc 7 chén nước trong thanh tịnh. Tốt nhất chúng ta mua lấy cả cái thùng la vi về để riêng ra một chỗ, để cao ráo, đừng có đặt xuống đất. Cứ chúng ta cứ thay hết 7 chén nước, nó hết khoảng một chai la vi nữa. Thì sau thì chúng ta lại
thay đến ngày hôm sau, sáng sớm hôm sau trước khi lên vào thời tụng kinh quyển thượng, chúng ta thay 7 chén nước đi. Chúng ta để dành ra một cái chén ở giữa, thì đem vẩy hết nhà cửa đất cát cho nó mát mẻ. Vì sợ là người trong nhà chúng ta có xây nhà xây cửa lên mà có những cái yêu tinh quỷ mị hoặc cái vong linh, vong hồn mà họ mất ở trên cái đất chúng ta từ trước đến nay họ chưa được siêu thoát, họ còn ở trong đấy. Thì nhờ công đức tụng kinh và vẩy cái nước ở trên ban thờ chúng ta cúng Bồ Tát đó, mình gọi là nôm na là gọi là nước lộc đó, cam lộ thủy đó, thì họ chạm vào được đến họ thì họ được thanh tịnh mát mẻ, và nhờ cái sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt cho họ sớm được siêu thoát, trả lại cái đất cát nhà cửa chúng ta được thanh tịnh. Đấy là về mặt tâm linh, về phong thủy, về đất cát nhà cửa. Còn về cái mặt hai vợ chồng này thì cái chén nước, 6 chén nước còn lại thì cứ lấy vợ uống 3 chén, chồng uống 3 chén, hoặc là cứ chia đôi ra hai vợ chồng cùng uống, đưa ra mà xong lại rót vào cái cốc hay cái ca đó, vợ chồng cùng uống. Nếu mà uống thuốc, còn đang uống thuốc thì cái này lấy uống thuốc nữa. Sau 21 ngày như vậy thì hai vợ chồng nên có một cái bước tiếp theo, hai vợ chồng nhà gia đình này bước tiếp theo đó là chọn vào một ngày nào do hai vợ chồng mình sắp xếp đi lên trên chùa Tản Viên ở trên Minh Quang, nơi đó cũng là thầy chủ trì trên đó, đi thật sớm, không biết đường thì thuê cái taxi hoặc cái xe ô tô nó chở đi cho, không đi xe máy, sợ đường xa đi xe máy, không thầy cũng không biết là nhà ở đâu, ở gần có thể đi xe máy được, ở xa thì nên thuê chiếc xe. Đi thật sớm làm sao lên mà mới khoảng độ 5-6 giờ sáng, nhà chùa vừa mở cửa tụng kinh ra được tí thì mình lên lễ Phật lễ tổ xong. Lễ thì mình mua lên mấy bông hoa, cân quả là được, không cần phải nhiều đâu, phải thành tâm có một chút thôi. Lễ Phật xong lên lễ tổ. Lễ Phật lễ tổ xong bắt đầu là đi ra xin mang mấy cái can đi. Can 10 lít, can 5 lít, 10 lít, 20 lít được. Nếu mà đi ô tô thì tốt nhất cứ mang vài can 20 lít lấy về uống mấy tháng luôn, cho đến lúc sinh con thì thôi. Đó thì mang mấy cái can đi xong xin để lấy nước xong thì cái điểm đặc biệt cái lúc lấy thì khấn ở cái giếng Quan Âm đấy, có cái giếng ở giếng Quan Âm thì khấn Bồ Tát Quan Âm với lại các vị thần linh thổ địa ở đó, các vị thần mà cai quản cái giếng đó, thì xin mình xin nước để cầu về để chữa bệnh để cầu con, mình có nói rõ như thế, cứ xin về để chữa bệnh để cầu con. Và sau khi lấy xong nước rồi ấy, thì chưa mang về luôn mà mang lên trên điện Chuẩn Đề, cái nhà thờ bằng gỗ mà đang làm dở đó, trong hậu cung ở bên tay phải mình hướng vào á, có một cái pho tượng Bồ Tát bế đứa trẻ con gọi là Quan Âm Tống Tử á, thì đặt những cái can nước đó lên trên bàn đấy, và xong rồi thắp đặt nước lên đó thì mình đi lễ. Lễ đầu tiên là lễ ở ban chính trước, xong vào lễ ở cái ban đấy để mình xin, mình xin cầu con trai hay cầu con gái mình cứ xin. Tất nhiên thì cầu con gì là do mình, nhưng mà được con trai được con gái còn phải cái phúc báo của tổ tiên nhà mình nữa và của bản thân mình nữa, chứ không phải là cứ cầu con trai là được con trai, cầu con gái là được con gái đâu. Nhưng mà chiếm khoảng độ 80% cái sự cầu nguyện họ lại được như mong muốn. Từ 1-2 năm nay là cứ họ cầu nguyện con trai thì 10 người thì phải 7-8 người được, cầu con gái 10 người thì phải 7-8 người được. Có nghĩa là cái sự linh ứng của cái sự cầu nguyện của các Phật tử, của các vị thiện nam tín nữ, nó được khoảng độ 80% là như mong muốn. Thì thường thường theo kinh nghiệm các Phật tử họ đi họ cầu, họ bảo là cầu con trai thì đi vào nghề chẵn, cầu con gái thì đi vào nghề lẻ. Thế đấy, đấy là cái kinh nghiệm những người họ đi họ được rồi họ nói lại với chúng tôi như thế. Thì cũng nói như vậy để chúng ta ấy, còn thì cầu được cái gì con gì thì chúng ta cũng phải trân trọng. Chứ nếu mà chúng ta đi cầu con trai mà về đi siêu âm thấy con gái mà bỏ thì hỏng đấy. Đấy là hỏng. Cho nên được thế nào chúng ta phải trời Phật cho thế nào, phúc ấm tổ tiên chúng ta, phúc ấm của chúng ta như được thế nào thì chúng ta tiếp nhận như thế. Chứ không được kén chọn mà cầu sinh con trai mà được con gái về lại phá thai là bỏ lại mang tội. Như vậy thì khổ lắm. Đấy cho nên cái trường hợp này thầy xin khuyên như vậy. Và tất cả những cái trường hợp khác có chung với câu hỏi như thế này, thầy biết là ở trong pháp hội lần này có rất nhiều người là đi cầu lên để cầu con thì về cũng nên làm như thế. Đó. Nên làm những trường hợp
Này thầy khuyên như thế này. Bởi vì á, cái trường hợp mà cầu mà về đặc biệt phải tụng kinh Địa Tạng. Pháp hội này là các sư cũng chú tâm để hồi hướng cầu nguyện cho các quý vị. Nhưng mà nó cũng là cái trợ duyên thôi. Còn quan trọng nhất là chúng ta phải khởi một cái niềm tin chân chính vào Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, là mình, các ngài sẽ dùng các phương tiện để gia hộ cho mình cái điều đó. Bồ Tát Quan Âm trong kinh Phổ Môn, trong phẩm Phổ Môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta đọc tụng pháp hội đó, chúng ta thấy thì Đức Phật Thích Ca nói là Bồ Tát Quan Âm ngài có cái năng lực gì? Năng lực là trừ khổ và ban vui cho chúng sinh. Đấy, thiện nam tín nữ nào á mà cầu con trai thì liền sinh được con trai, cầu con gái thì sinh được con gái. Con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe, đúng không? Con trai là phải có phúc đức, có trí tuệ đa văn, tức là gì? Học giỏi. Các cụ người xưa gọi là học nhiều biết rộng ấy. Và đặc biệt nữa là sức khỏe và sự thành đạt trong cuộc sống. Còn con gái thì gì? Tính tình thuần hậu, nết na thủy mị đoan trang, xinh đẹp, vân vân. Đó. Cho nên là cái trường hợp mà ở trong kinh chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên Đức Phật ngài lại nói cái việc đó. Vì cái năng lực cũng như là cái bản nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài nguyện về cái điều đó. Nguyện về điều đó đủ chưa? Nếu mà chúng ta nhất tâm thì là đủ rồi. Nhưng thường thường thì tâm của chúng ta thì cũng khó mà nhất được. Và đặc biệt nữa là cái nghiệp của chúng ta đời trước kiếp trước chúng ta gieo tạo. Ví dụ sát sinh hại vật, hoặc là gì? Đặc biệt là những bác sĩ. Những bác sĩ làm cái ở khoa sản bây giờ á, mà hay đi gì? Hay đi phá thai người khác á. Đời sau kiếp sau á, rất khó để mà sinh con. Rất khó. Vì sao? Vì nó oán. Và cái người mẹ mà phá thai đó, đời này phá thai, đời sau cũng rất khó để mà sinh con. Chúng ta biết là ở trên thế giới có những nước, có những quốc gia phá thai họ cho vào cái tội gì? Giết người. Ở Việt Nam chúng ta vì là đất chật người đông, cặp đôi vợ chồng ngày xưa cứ đẻ 5-7 đứa, có khi 10 đứa, có khi mười mấy đứa. Cho nên đất chật người đông, vì vậy mà nhà nước chúng ta phải gì? Phải kế hoạch hóa gia đình. Cho nên cái bộ luật của Việt Nam chúng ta là không đưa cái vấn đề phá thai là cái tội gì giết người. Chứ còn ở nước ngoài tôi biết như là nước Úc á, và một số quốc gia ở trên thế giới họ đưa cái có luật hẳn hoi phá thai đồng với tội giết người, trừ trường hợp mà phá thai mà phải được các bác sĩ và được tòa án họ cho phép. Ví dụ bác sĩ họ bảo là cái thai này nó bị hỏng, nó bị tật nguyền, sinh ra nó không thể làm người được mà để ảnh hưởng đến người mẹ, và bác sĩ họ đề xuất và phải được tòa án họ cho phép mới được phá thai, không có là phạm vào tội giết người, đồng với tội giết người không có khác. Đấy, cho nên trước đây chúng ta biết là đây là cái pháp luật của mỗi quốc gia, mỗi một thời gian nó có khác nhau. Chúng ta biết rằng sau năm 1975 đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng thì cũng phải gì? Phải hàng chục năm sau chúng ta mới kế hoạch hóa gia đình. Còn trước đây á, đất nước chúng ta đang chiến tranh loạn lạc, chúng ta rất cần rất nhiều nguồn lực, tức là nhân sự á, để tham gia chống giặc ngoại xâm. Cho nên cái thời đó trước năm 75 chúng ta biết là chúng ta các cụ, các ông, các bà chúng ta, các cụ ngày xưa sinh bao nhiêu cũng được. Thậm chí nhà nước còn khuyến khích sinh nhiều. Sinh nhiều với có người nó lớn lên, mới có người bảo vệ Tổ quốc, mới có người chống giặc ngoại xâm. À, chúng ta thấy tùy theo, đấm là đất nước Việt Nam chúng ta, nhưng mà tùy theo điều kiện hoàn cảnh, thời gian. Cho nên cái này thì tôi cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được rằng cái việc phá thai, mặc dù pháp luật là Việt Nam chúng ta hiện tại là không cấm, mà thậm chí họ còn khuyến khích bằng cái hướng dẫn của kế hoạch gia đình đó, chỉ có 1-2 con. Cho nên mà ai mà đã lỡ rồi thì họ bằng cái biện pháp duy nhất đó là phá. Vì vậy mà đến bác sĩ là không phạm. Nhưng mà về mặt đạo đức, về nhân quả có phạm không? Phạm. Cái người làm, tức là cái người mẹ đi phá thai, người bố, người mẹ đi phá thai đó, và cái người bác sĩ đều có tội như nhau hết. Đều có tội như nhau. Đấy là luật nhân quả, không có sai đâu. Pháp luật Việt Nam chúng ta không trừng trị, nhưng mà nhân quả không sai. Vì vậy mà chúng ta cái tốt nhất
là chúng ta thì muốn tránh được cái nhân quả và cái tội sát sinh đó là chúng ta phải kế hoạch hóa ngay từ đầu, phải có cái biện pháp phòng tránh ngay từ đầu, chứ đừng để xảy ra rồi mới đi đến bệnh viện và nạo bỏ cắt phá thai. Đó, chúng ta nay đây thì cũng qua câu hỏi này cũng nói thêm như vậy để đặc biệt là các bạn trẻ ở trong hội trường này còn đang trong cái tuổi sinh đẻ, và các Phật tử lớn tuổi chúng ta cũng nói cho con cho cháu chúng ta biết được để tránh được trước là tốt nhất. Và tất cả những cái trường hợp mà có cái câu hỏi cũng như là có cái tâm nguyện tương tự như mà đôi vợ chồng Phật tử mới có câu hỏi này thì thầy khuyên là đấy, về cũng nên ăn chay trường 21 ngày. Nếu mà không ăn chay trường được á, thì phải tụng kéo dài ra gì 100 ngày. Ví dụ không ăn chay trường được và không tụng được mỗi ngày 3 thời á, thì phải kéo ra 49 ngày hoặc 100 ngày thì mới nên đi xin gì, mới đi lên tản viên xin nước. Ví dụ vợ chồng gia đình mà không thể ăn chay trường được và không thể được một ngày 3 thời vì bận công ăn việc làm, công chức nhà nước hay làm cho các doanh nghiệp chẳng hạn, thời gian nó rất ít, ngày có thể chỉ tụng được một quyển thượng thôi, hoặc ngày được 2 thời quyển thượng quyển trung thôi, không được cả 3 thời á, thì nó phải sang được 49 ngày. Ngày được 2 thời thì phải tụng đến khoảng 49 ngày mới đi, mà ngày được có 1 thời á, buổi sáng thôi hoặc buổi tối thôi thì phải tụng 100 ngày thì mới đi. Không có người ta tụng một ngày 3 thời ăn chay trường 21 ngày người ta đi người ta được, mình thì ngày có 1 thời không ăn chay trường được mà 21 ngày cũng đi về không được, lại bảo thầy nói không chuẩn. Tất nhiên cũng có trường hợp không được nhưng mà xác suất ít thôi, rất là ít. Qua hơn 1 năm nay, gần 2 năm nay từ khi hội tập xong cái bộ kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các Phật tử, cũng dàng các Phật tử chúng ta đọc tụng, và đặc biệt là vấn đề là cầu sinh con cho những cái trường hợp mà hiếm muộn con cái, có trường hợp hiếm hoặc là muộn, hoặc thậm chí có những trường hợp bác sĩ họ khám và bảo là không thể sinh con, bác sĩ khẳng định 100% là không thể sinh con, và kết quả là họ cũng đi làm giám định, và kể cả vợ chồng đi làm gọi là thụ tinh gì nhân tạo đấy hả, đó, cũng không được. Có người đến vài lần rồi không được, sang cả nước ngoài, sang cả sinh để làm, cũng là sang Singapore để làm không được. Cái sinh nó làm rất là giỏi cái này nhưng mà họ làm cũng không được, mất 500-600 triệu đi về làm cũng không được. Thế mà vừa qua thì họ về họ cứ nghe theo chúng tôi bảo đọc kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, và đủ 21 ngày trở lên tùy theo, và họ lên trong trên chùa tản viên thì họ xin đều được. Và cách đây mấy hôm Tết có một cái cô giáo viên ở trên Ba Vì, vợ làm giáo viên còn chồng thì tôi không biết là làm cái gì, pháp hội tháng đầu năm vừa qua thì phải, cô ấy đã hơn 40, gần 50 rồi. Cái tuổi đấy thì rất khó để sinh con, vì ngoài 40 thì rất khó, mà vợ chồng đã cưới nhau hơn chục năm rồi không có con. Thế nghe người ta giới thiệu đang đi cũng xuống đây tham dự pháp hội Trung Phong trước ấy. Về trước hay pháp hội Trung Phong, và cô về tụng kinh Địa Tạng. Chồng ấy thì trước đây rất khó tính, vì sao? Vì cưới nhau hơn chục năm rồi không có con cho nên chồng nó khó tính. Cũng may là nó gì, nó chưa đuổi ra khỏi nhà, nó lấy cô vợ khác, cũng may. Thế sau khi nghe được pháp hội thì xuống nghe mọi người giới thiệu về để phát nguyện tụng kinh, thì chồng ấy cũng nghĩ, cũng lúc đầu thì cũng bán tín bán nghi, tức là nửa tin nửa ngờ, bảo đi viện không khỏi, chữa thuốc không được, làm gì mà có cái chuyện chỉ tụng kinh thôi, đến chùa có mỗi thì đến chùa quy Tam Bảo và tụng kinh thôi mà có con thì thế là cũng lạ, nghi lắm. Nhưng mà về vợ thì xuống đây thấy mọi người dự pháp hội, nghe hai vợ chồng cũng xuống nghe thầy nói là nhiều người được, có người bằng chứng họ kể rõ ràng, thế là về thì cũng được bán tín bán nghi, nhưng mà cứ để cho vợ tụng. Thế tụng đây hôm Tết vừa rồi thì cô ấy lên không gặp thầy đâu, gặp các sư ở phụ trách ở trên điện chuẩn đề, lên cứ cảm ơn, vừa khóc vừa cảm ơn rối rít, bảo là may có hạnh phúc của gia đình chúng con ạ, gần tan vỡ nhưng mà nhờ có Phật, có Bồ Tát, rồi có các sư ở chùa chỉ dẫn, là gia đình nhà con giờ hạnh phúc quá, anh ấy bây giờ vui lắm, từ trước Tết tới giờ vui lắm. Vì sao? Vì mới sinh được cậu con trai. Lên để cảm ơn.
Và bảo là nhất định hôm nào thì cháu nó lớn lớn lên, con phải cho cả gia đình để xuống để lễ Phật, để cảm ơn các sư ở chùa. Và thôi, không cần phải cảm ơn các sư ở chùa, chỉ cần cảm ơn Phật, Bồ Tát và cảm ơn phúc ấm của tổ tiên nhà mình là được. Bằng cách gì? Bằng cách phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng hàng ngày ở nhà của mình. Đó là cái lời cảm ơn đối với Phật, với Bồ Tát, với thần linh gia tiên nhà mình tốt nhất. Chứ còn đến cảm ơn với chúng tôi thì cũng không nặng nề cái chuyện đó đâu. Đấy, thì hướng dẫn nói như vậy để các Phật tử chúng ta cũng biết được. Đấy là câu trả lời thứ nhất. Các Phật tử, các thiện nam tín nữ nào, đôi vợ chồng nào mà có chung cái hoàn cảnh như thế, thì qua cái câu trả lời của thầy cho đôi Phật tử đấy, đôi nam nữ đấy, thì chúng ta cũng, đôi vợ chồng đấy, chúng ta cũng nên làm như vậy. Thì cũng nên phóng sinh nữa, phóng tu phúc nữa. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta cũng dàng được một tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là Địa Tạng Bồ Tát, thì cũng càng tốt cho cái việc đó. Nó gieo cái nhân lành thì cũng rất là tốt. Còn nếu không có điều kiện thì cũng không cứ là phải cúng. Đấy là cái chuyện mà có thì chúng ta gì? Không nên xẻn. Nếu mà có mà chúng ta xẻn, chúng ta tiếc á, thì đó là gì? Gọi là ki bo, gọi là kẹt xỉ, gọi là không, không gì? Cái tâm chúng ta bảo là thành tâm, nhưng mà thực tế là chúng ta còn tiếc thì không bao giờ cầu được đâu. Cái trường hợp mà nó không có, muốn cũng không thể có, thì Phật đâu cũng không có chấp. Thì Phật chỉ cần chúng ta gì? Thành tâm tụng kinh niệm Phật, hướng tâm thiện là được. Đó. Còn chúng ta có, trong két có đầy tiền ra mà chúng ta gì? Chúng ta gọi là để dành để cho tuổi già. Chúng ta nghĩ rằng là già sau này già giống như ngày xưa. Chúng tôi còn đang đi học, chuyện này kể một lần, để có một sư ông, có một đại đức cùng học với tôi, ngày học trung cấp ấy. Thầy ấy lúc nào cũng là thầy ở gần trong chùa Hương, nên sau này ở cái chùa bên Đông Anh, Hà Nội, cùng học với nhau. Cứ lúc nào anh em ngồi uống nước chè mà cái ông lại hỏi là gì? Thế thì ông thủ được bao nhiêu rồi? Thế mình hỏi thủ bao nhiêu là cái gì thầy? Ông bảo thế ông này đi tu thế ông không biết lo xa. Thế hỏi là thế nào thủ cái gì? Bảo á, thế bây giờ ông bảo là bây giờ nhá, đi tu á, mình là lo cho dân thì lo thật, nhưng mà mình cũng phải gì, cũng phải thủ cái thế của mình. Bây giờ đùng một cái đất nước chiến tranh loạn lạc một cái, ông mà không thủ lấy một tí thì ông làm cái gì ông sống được? Ông sống vào đâu? Hoặc rằng đùng một cái dân người ta bảo là không thích, người ta đuổi ông đi một cái, thì ông lấy gì thì ông gì, ông sống. Đấy. Thế cho nên ông ấy thì luôn luôn có cái, có cái tinh thần là cái tư tưởng là gì? Lúc nào đi tu cũng phải thủ cho mình khoảng 5-7 cây vàng, hoặc là một vài trăm triệu, một vài chục triệu gì đó vân vân, để không may xảy ra cái chuyện gì mà có là mình gì? Sẵn có đấy rồi. Nếu đất nước không may xảy ra chiến tranh loạn lạc, không tu được nữa thì về thì có cái vốn để làm ăn. Kiểu lên như thế. Sao tôi bảo không, con thì không bao giờ nghĩ như thế. Bước chân ra khỏi cái lũy tre làng, cái ngôi nhà, mái nhà tranh của con, bước chân ra khỏi ngôi cái lũy tre làng là con xác định cuộc đời của con đã cống hiến cho Đức Phật rồi, cho chúng sinh rồi. Sống thì cũng ở trong cửa Phật, mà chết thì cũng gì, cũng ăn mày Phật. Sống thì làm việc gì, để cúng dường Đức Phật, trên thì khất cầu giáo pháp, dưới thì báo Phật ân đức, giúp đỡ tín đồ Phật tử, giúp đỡ chúng sinh. Còn là sống thì sống với dân. Thì mình chết đó, thì cũng chẳng có phải lo gì cái chuyện đó. Chả có cái chuyện ông sư nào chết mà dân họ bỏ thối ở trong chùa người ta đâu, đúng không? Ít nhất thì người ta cũng phải gì, 4 tấm dài 2 tấm ngắn, chôn rông chôn dài, người ta ra mang ra ngoài nghĩa địa, người ta đào xuống gì mét hơn mét đất, người ta vùi rông vùi dài thì cũng được bằng mặt đất. Chứ chả ai người ta để mình chơi ra mùi thối bay cả làng cả xã, bay cả chùa, khắp cả chùa chiền của họ đâu. Cho nên không có sợ. Nhưng thầy ấy thì khác. Thầy bảo không, con đó thì cứ phải nghĩ cho xa, nghĩ cho chắc. Chính vì thầy ấy nghĩ cho xa, cho chắc như vậy mà có thể là bị cái quả báo. Vừa học xong trung cấp về được năm trước, năm sau bị tai biến, nằm liệt giường liệt chiếu cho đến năm ngoái, tức là hơn chục năm. Từ năm 2002-2003 bị tai biến cho đến năm 2016 vừa qua thì mới mất. Mà đúng vì thầy ấy khởi cái tâm như vậy, cho nên có thể đây là một cái bài học, kinh nghiệm cho những một số tăng ni trẻ. Sau này có thể cũng từ những cái bài học đó phải rút ra kinh nghiệm. Thầy luôn luôn nghĩ như vậy. Vì vậy mà học xong về năm trước năm sau bị tai biến. Tai biến mà nằm đến lúc mà thầy thì to béo khoảng độ tầm gần một tạ ấy. To béo lắm. Lúc đầu thì mới tai biến thì Phật tử họ, dân họ còn ra họ gì chăm sóc. Nhưng mà bị mãi như thế, không đi lại được. Ăn thì rất là nhiều. Chúng ta biết bệnh tai biến mà sau khi nó
nó khỏi cái giai đoạn biến chứng rồi ấy, nó còn chỉ là di chứng của bệnh di biến, bệnh tai biến thì nó ăn vô cùng, mà ăn nhiều thì sao ạ? Ăn nhiều thì đùn ra cũng gì, đùn ra cũng nhiều, nhưng mà không tự đi lại sinh hoạt được, cho nên dân họ gì vãi nào ra hầu thầy họ cũng sợ tiểu thì không có, có thằng tiểu thì nó chạy mất rồi, nó chạy đi chùa khác mất rồi, nó không ở cùng nữa, cũng có hai ba thằng tiểu nhưng mà vì cái tính nó khó tính như vậy mà cứ luôn luôn là nghĩ cho bản thân mình, cho nên nó cũng không ở, nó bỏ nó đi hết. Khi ốm chỉ còn có dân với vãi rồi mà ra hầu mãi hàng chục hơn chục năm trời họ chán họ bỏ, và không còn ai ra hầu nữa, cho nên dân họ mới bảo là thôi bây giờ gọi người nhà đến và đoán về nhà mà người nhà chữa, không ai chăm nữa thì đương nhiên người nhà phải đến để đoán về nhà đấy. Vì cái tâm lúc nào cũng nghĩ là gì, phòng thủ, để có chuyện gì đó được về nhà thì đúng là có được về nhà thật, lúc chết phải về nhà thật, đi tu cả đời lên đại đức rồi mà đến khi chết còn không được ở trong chùa, dân họ không đồng ý phải về nhà. Nhưng cũng rất may là khi chết rồi, gần đến khi chết đó, rồi mọi người nói nhiều quá, chết rồi thì bắt đầu họ mới cho làm ma ở trong chùa đấy. Cho làm ma ở trong chùa đấy, cho nên mà làm ma ở trong chùa thì cũng có giải quyết cái vấn đề gì đâu các quý vị đó. Cho nên ở đây tôi nói là gì? Nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ một cái gì đó là luôn giữ cho mình thì cái nghiệp của chúng ta sẽ chết vì cái đấy đấy. Vì vậy mà Đức Phật bảo chúng ta phải buông xả được. Cho nên tôi thì luôn luôn ý thức là cái điều đó, làm tất cả công việc Phật sự nhưng không giữ cho mình cái gì. Ra đi bất cứ lúc nào cũng thanh thản, buông hai tay xuống bất cứ lúc nào, kể cả bây giờ thì cũng không có vướng bận bất cứ một cái gì. Mà như thế thì Đức Phật nói là như thế, trong nhà Phật buông được càng nhiều thì lại càng đi càng được lắm. Vì vậy có người đến nói thấy tôi là làm công tác Phật sự nhiều như thế này, xây 4-5 ngôi chùa, toàn những ngôi chùa lớn như thế, họ nghĩ là tôi giàu lắm, tôi phải giữ nhiều tiền lắm. Nên xin thưa các vị, có những lúc tôi đi đường có 200.000, 300.000 đổ xăng tôi còn phải gọi Phật tử tôi xin. Có những lúc hết 200-300.000 không có để đổ xăng phải xin. Vì sao? Vì tôi không giữ cái gì cả. Mà không giữ thì Phật Bồ Tát lại thương, lại làm được nhiều các việc Phật sự hơn. Vì vậy mà đây cũng là một cái để kinh nghiệm để chúng ta thấy quan điểm của nhà Phật đó, thì càng buông được thì chúng ta lại càng được phước. Tôi mà không buông, tôi mà cứ khư khư cho bản thân đó, thì làm sao tôi nói mọi người nghe? Chắc chắn mọi người sẽ không nghe, đại đa số mọi người sẽ không nghe. Mà không nghe thì làm sao mà một cái pháp hội mà có 5-7 ngàn người mà trang nghiêm thanh tịnh ngồi nghe chúng tôi nói, bỏ công ra, bỏ sức ra, bỏ thời gian vàng bạc của mình ra để đến đây ngồi nghe chúng tôi nói được. Đó. Cho nên đây cũng là một cái để chúng ta thấy rằng làm cái gì đó thì làm nó cũng phải kết hợp với thực tế một chút. Đó. Vì vậy mà các Phật tử, mà đặc biệt là các đôi vợ chồng mà cầu nguyện những cái việc đó, chúng ta cũng phải buông xả được một chút để phóng sinh. Đặc biệt là phải nên phóng sinh. Tu phúc làm việc thiện, bố thí giúp đỡ người nghèo nữa, nên có. Và một cái việc nữa đó là gì? Nếu mà người vợ hoặc người chồng mà khỏe, có sức khỏe tốt thì chúng ta này gặp cái trường hợp đi hiến máu ở đâu để cứu người, chúng ta cũng nên làm cái việc đó, hiến máu để cứu người nữa. Cái đó là những cái chúng ta cho bằng gì? Cho bằng cả thể chất lẫn tinh thần, thì chúng ta sẽ nhận lại được cái phúc báo là vô lượng. Đã nói thêm như vậy để các vị biết. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Thank you.
nơi.